một trứng với trứng hai. Còn trứng hai luôn á, là trứng, cái nó không có trứng. Đó mắc là. Ngon. Trứng 220 hả gì? 220 ngàn. Là không được lựa hả? Trời ơi, chị mua đi em lụm con là nguyên đầu, em bắt xúc đầu em mỗi lần cho chị nè, em lụm cho chị nè Khánh nè. Con đàng hoàng, chị đâu có lụm cho bậy nè. Tôi bắt tôi lụm cho bà. Con này là 220 các bạn. Có bớt nha. Trời ơi, có bớt nha. Chị mụn cho bú. Được rồi, góc cậy đây nè. Cái này để 5kg rồi. Chợ ra ba hồ cái gì ăn lựa cho chị ngon 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 đi một lựa rồi, ba. Một ký không chị có cái đó cũng có trứng luôn mà làm bỏ cái mặt nha. Ủa, không không cần lựa hả cưng, em lựa rồi dạ. Cúng con này nó tươi không? Dạ tươi lắm, tươi vậy sắp nha. Cái 700-200 rồi, một ký à chị nhà, ký thôi tính nổi đó hả, ký thôi nha chị. Đóng hồn không? Không không. Cái này làm rồi không, cái này trứng nha, cái trứng không có làm. Còn cái này là cái này thì làm nè. Cái này về đi luộc ăn nó ngon vậy, anh nướng nó làm nó ngon, luộc nó vừa hấp gừng đi nha. Cái trứng mà nó có làm này nó giòn không một đó. Còn 308 cái 7 lên tới 200 rồi, 204 đến 200 ngon lắm. Cái tươi quá các bạn. Rồi bỏ bỏ vô này vài con nè. Nhỏ vậy. 7 thôi. 3 rất là nhiều các loại cá mà ngon các bạn. Bự mà tươi nữa nha. Giá thì cũng rất là bình dân nha các bạn. Đó, cá ngon. Cái ngon. Có cái chim không? Chị cái chim không? Có cái chim, cái thu qua đó chị. Tí nữa ai? Cái trắng đó chị ơi.
đá, bỏ đá. Tôm chị ra tôm ngon chị. Ờ, cái này không có bỏ đá hả? Đá chứ không có bỏ đá nè. Em dặm hay lắm. Đá nè. Dở lỗ lên. Có bớt nha. Trời có bớt. Ờ, nó có muối hả? Thì mỏng cho muối. Được rồi. Góc cậy đây nè. Cái này cỡ 5 ký đó. Ờ, 4 ký, 4 ký ngoài. Cho xin miếng nước đá chị. Chị mua đi em lụm con là nguyên đầu em bắt xúc đầu em mở lên cho chị nè, em lụm cho chị nè khắp nè. Con đàng hoàng chị đâu có lụm cho vậy nè. Tôi bắt thôi tôi lụm cho bạn. Con này là 2.2 các bạn. Con đang là khỏi chơi miếng nào chứ. Con này tươi thiệt. Ôi xanh luôn. Con này là tên mình là tên nuôi. Con này là tên thiên chi. Con này tên Mỹ, đi ăn con tên một cây à. Thịt nó dài hơn nó còn cái kia dài, nó luộc bao lớn mà lớn không kia nó sợ nó con bỏ tôm bỏ. Này giờ luộc không bao giờ teo cái này con này nó xúc đầu cái sao vậy nè cái này đồng khác nè dính lớn nè bên đây là cái gian hàng khô nữa các bạn khô có rất nhiều loại khô luôn rồi con khô nha. Giá luôn 4.2 nha, nó để giá trên cái là 4.6 nhỏ nhỏ này 400 đi, trả em mới 3 ký đâu ạ? Giá đây cũng rất là mềm đó các bạn, và cũng rất là dễ nè. Mềm nè. Cái này chỉ đâu có bớt nhiều hả chị? Như cái đó 440 mà bớt mình 20.000 ha. Cái này là
cá nhám. Bữa nay không có cá sống, thích mua cá sống mà. Cá này cũng mới sống. Mới sống. Bây giờ nó chết rồi phải không? Tí tám được ngàn nha. Tí mấy rồi phải không? Tí bảy. Rồi được rồi.